Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước ta vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. Một quá trình điều tra có rất nhiều khó khăn, cản trở. Một ma trận lời khai được giăng ra. Nhưng rồi, trước sự mưu trí, quyết tâm từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên, cái ác cuối cùng cũng bị lột trần. Những kẻ mất tính người đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Một vụ án đã đi vào lịch sử tố tụng với những tình tiết ly kỳ, vô tiền khoáng hậu, với những ám ảnh lẫn nỗi đau xót, kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, cùng nhiều bài học đắt giá. Tiếp nối phần 3, một loạt các sự kiện, tình tiết diễn biến bất ngờ khó có thể tưởng tượng ra đã liên tục ồ ạt ập đến. Với bản kết luận điều tra, chân tướng sẽ như thế nào? Liệu còn điều gì mới nữa không? Những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cái chết trắng. Vào khoảng tháng 5 2009, là thời điểm trước khi Vì Văn Toán phải thụ án tù dài tới 9 năm 6 tháng tại trại giam Yên Hạ. Toán đã mua hai bánh hàng trắng trọng lượng khoảng 700 gram của một đối tượng người nước ngoài và bán cho Trần Thị Hiền với giá là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp lấy tiền thì Vì Văn Toán đã bị công an huyện Điện Biên bắt quả tang trong một vụ án ma túy khác. Cuối tháng 5 2017, hai vợ chồng Toán, Thu, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và Trần Thị Hiền cùng thực hiện mua bán hơn 700 gram hàng trắng tại hai địa điểm là đội 5 xã Thanh Yên huyện Điện Biên và tại khu vực bãi rác thuộc đội 5 xã Thanh Hưng huyện Điện Biên. Trong khoảng thời gian này, Thu đã bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên hồng phiến có trọng lượng là 1,8 gram. Khoảng tháng 1 đến đầu tháng 2 2019, tại nhà Công ở đội 11 xã Thanh Nưa huyện Điện Biên, Công đã bán 15 viên hồng phiến có trọng lượng là 1,35 gram cho Nhiệm. Trần Thị Hiền đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua hai bánh hàng trắng với Công. Sau khi thỏa thuận với giá là 160 triệu đồng một bánh, Công đã đặt hàng để Thu đi mua giúp. Thu đã vượt biên sang Lào mua chịu của một người đàn ông lạ mặt hai bánh hàng trắng trọng lượng hơn 700 gram mang về cất giấu ở nhà. Sau đó, vợ chồng Thu chuyển hai bánh về bán cho Công và Công trực tiếp giao hai bánh cho Hiền và nhận số tiền là 290 triệu đồng. 30 triệu đồng còn thiếu, Công cho Hiền nợ. Nhưng đến ngày hẹn, Hiền liên tục khất lần món nợ 30 triệu đồng với Công. Chuyến giao hàng định mệnh. Từ sự khất lần, lật lọng của Trần Thị Hiền khi không trả món nợ 30 triệu đồng với Công và chưa thanh toán 300 triệu với Vì Văn Toán 10 năm trước đã khiến cho các đối tượng cay cú lên kế hoạch bắt cóc con gái Hiền là nạn nhân Cao Mỹ Duyên để ép Hiền phải trả tiền. Ngày 24 tháng 5 2017, Toán mãn hạn tù xong không đi đòi tiền. Cuối năm 2018, Toán tình cờ biết Hiền đang bán gà ở chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng 1 2019, Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và nhìn thấy Trần Thị Hiền đang bán gà ở đây. Nhớ lại số tiền 300 triệu đồng mà Hiền đã mua hai bánh hàng trắng không trả mình từ năm 2009 trước khi bản thân Toán bị công an huyện Điện Biên bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nên Toán đã nảy sinh ý định đòi lại số tiền này. Lúc 11 giờ cùng ngày, khi thấy Hiền đi xe máy về, Toán đi theo Hiền từ chợ Mường Thanh cho đến cánh đồng xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, thì Toán vượt lên chặn đầu xe và nói: "Sao chị không trả tiền? Em cũng đang phải đi nợ người ta." Hiền trả lời là chưa lấy được tiền bán hàng và bỏ đi. Ngày 1 tháng 2 2019, do quen nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ, sau khi ra tù vẫn giữ liên hệ với nhau, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi và sử dụng ma túy tại đây. Qua vài câu chuyện, Toán nói với Hùng về việc Hiền nợ tiền mình và nhờ Hùng giúp đòi lại, hứa trả công 50 triệu. Ít ngày sau đó, Bùi Văn Công tới nhà Toán chơi. Lúc này Hùng cũng đang ở đây. Khi Toán kể lại chuyện và Vương Văn Hùng nói rằng một mình hắn không làm được, Công cho biết Hiền cũng đang nợ hắn ta 30 triệu đồng mua ma túy nhưng chưa trả.
tại đây. Công bảo để tìm thêm người và Hùng, Công thống nhất sẽ giúp cho Toán đòi nợ. Chiều ngày 3 tháng 2, 2019, Toán đi xe máy đón Hùng lên nhà Công để gặp Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả ở đây. Cũng tại đây, 6 đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ. Lúc đầu các đối tượng bàn bạc bắt Hiền để đòi tiền nợ. Bùi Văn Công sau đó đã đưa ra ý kiến: bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền. Sau khi có kế hoạch phân công cụ thể, sáng ngày 4 tháng 2, tức sáng 30 Tết, Toán, Công, Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và đưa Cao Mỹ Duyên vào thượng ngắm. Vào hồi 18 giờ chiều ngày 30, Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần Minh Phương. Trong khoảng thời gian chờ mổ gà, Hùng đã quay sang nói chuyện với nạn nhân Cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh chỗ chị Phương, rồi lấy số điện thoại của Duyên hẹn sẽ gọi để mua thêm gà. Khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Hùng gọi cho Duyên đặt mua 10 con gà. Sau đó Duyên đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách, mà cô không hề hay biết rằng cái bẫy lớn đã được các đối tượng giăng ra chờ sẵn. Trong lúc cả nhóm đang hành động, Toán là người đã đi xe máy để theo dõi. Tại điểm giao gà, khi Duyên đang bắt gà giao cho Hùng thì Công từ đằng sau dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân. Sau khi nạn nhân ngất đi, cả nhóm khiêng cô gái tội nghiệp lên thùng xe tải của Công. Sau khi nhóm của Công đưa con tin đi, Vương Văn Hùng lúc này lái xe máy chở lồng gà của nạn nhân đến và đưa cho Toán chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Toán thấy điện thoại rung nhiều lần xong không nghe. Đến bến xe Bản Phủ, Toán dừng xe để nghe điện thoại. Thấy bên đầu dây bên kia có giọng con gái thì nghĩ là người nhà của con tin nên yêu cầu gặp Hiền. Sau khi nghe câu gọi "mẹ ơi" rồi chuyển máy, Toán liền nói: "Em đã bắt cóc con gái, chị sắp xếp trả tiền đi." Ở phía đầu dây bên kia, Hiền đáp: "Sao chúng mày bắt cóc con gái tao? Chúng mày không thả, tao sẽ báo công an." Toán sau đó cúp máy và trả chiếc điện thoại di động của nạn nhân cho Vương Văn Hùng. Các đối tượng sau đó đưa nạn nhân về nhà Công ở độ 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, khi các đối tượng đang bàn bạc thì nạn nhân Duyên tỉnh dậy, vùng bỏ chạy. Cả nhóm sau đó đã bắt được, đưa vào trong phòng ngủ của Công và trói lại, rồi lần lượt các đối tượng là Công, Nhiệm, Lả, Lương Văn Hùng vào giữ chân tay, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tối muộn ngày 30 Tết, Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm đến nhà Công chơi và được đối tượng này bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hãm hiếp nạn nhân. Đây cũng là thời điểm mà Bùi Thị Kim Thu, tức là vợ Công, về nhà và nhìn thấy Duyên nằm trên giường trong buồng ngủ nhà mình. Sau khi gặng hỏi ai đấy, Thu bị Công quát: "Không phải việc của mày, im mồm đi." Nghe vậy, Thu im lặng, không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Đêm hôm đó, Duyên trong tư thế bị trói tay chân, miệng bị nhét rẻ, nằm ngủ cùng với vợ chồng Công. Đây có lẽ là một trong những thời khắc mà nạn nhân bị bắt, nhốt và phải sống trong nỗi sợ hãi nhất. Từ đêm 30 Tết cho đến chiều mùng 2 Tết, tức ngày 6 tháng 2, 2019, nhóm đối tượng này tiếp tục giam giữ nạn nhân tại nhà Công và nhiều lần hãm hiếp nạn nhân. Chiều mùng 2 Tết, Công đến nhà Toán và gặp Vương Văn Hùng, Cầm Văn Trương tại đây. Sau khi được đối tượng cho biết Hiền vẫn nhất quyết không chịu trả tiền, Công đã nói về tình trạng của nạn nhân Duyên là rất yếu do bị hiếp nhiều lần và xin ý kiến chỉ đạo của ông chủ Toán. Lúc chiều tối ngày mùng 2 Tết, cho dù biết tình trạng của cô gái tội nghiệp đang rất yếu, nhưng sự thú tính lại trỗi dậy. Các đối tượng Lương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Lương Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Trương vẫn lần lượt tiếp tục hãm hiếp nạn nhân tại phòng khách nhà Công. Kinh khủng hơn nữa, đó là việc Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến cảnh mà các tên cầm thú này thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, nhưng Thu cũng chỉ im lặng. Thậm chí, khi thấy chồng mình định giở trò đối bại với nạn nhân ngay trên giường ngủ, thì Thu cằn nhằn: "Buông hạnh phúc của người ta, đừng có làm gì ở đây, mà đi chỗ khác mà làm." Thấy vợ phản ứng vậy, nên nhóm đối tượng đã khiêng nạn nhân ra phía phòng khách và tiếp tục thực hiện hành vi đối bại. Cho tới tối ngày mùng 2 Tết,
Thu vẫn có mặt ở nhà nên đã xuống bếp lấy cơm và chút thịt mang vào buồng ngủ bón cho Duyên ăn. Nhưng nạn nhân khi này yếu lả người đi, không ăn được. Thấy vậy, Thu đi ra ngoài phòng khách và nói với cả nhóm: nó yếu lắm rồi, chỉ ăn được mấy miếng thôi. Tổng hợp lại, các tên cầm thú này đã lần lượt thay nhau hãm hiếp nạn nhân tới 21 lần. Trong tất cả các lần quan hệ, chúng đều chủ động né tránh việc để lại sản phẩm kết thúc ra ngoài. Đặc biệt, trước những lần thực hiện hành vi bỉ ổi thú tính đó, các đối tượng đều tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng của Bùi Văn Công. Tới khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 2 Tết, Toán đi xe máy đón Vương Văn Hùng ở cầu Nậm Thanh thuộc xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, rồi sau đó chở Hùng cùng lên nhà Công để bàn bạc. Tại đây, lúc khoảng 23 giờ, Toán thấy nạn nhân trong tình trạng đã rất yếu. Nhiệm khi này đề xuất đưa nạn nhân đi cấp cứu, song Công bác bỏ vì sẽ không khác gì tự đi báo công an. Khi cả nhóm chưa có phương án thì Công nói: để tao giải quyết. Lương Văn Lạ vào trong phòng ngủ của nhà Công, khiêng Duyên từ trong phòng ngủ đi ra phía sau chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà Công. Cùng lúc đó thì Nhiệm, Vương Văn Hùng, Toán và Thu cũng ra theo. Công khi này đi ra xe ô tô lấy chiếc côn nhị khúc bằng kim loại siết cổ nạn nhân cho đến chết. Lúc này Toán đứng cách đó chừng 5 mét và còn có cả Bùi Thị Kim Thu chứng kiến. Xong xuôi thì tiếp tục phân công nhiệm vụ, đó là Lả lấy chậu nước, Nhiệm lấy gáo nước và bảo Thu lau rửa cho Duyên. Thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải phụ giúp Thu rửa thật sạch bộ phận sinh dục để không còn để lại dấu vết, rồi sau đó cả bọn khiêng nạn nhân vào phòng khách. Tại đây chúng bàn tính chuyện giấu xác phi tang ở khu chuồng chăn nuôi gia súc tại nhà em gái Công ở cách đó hơn 100 mét. Lý do mà các đối tượng giấu xác nạn nhân tại đây là bởi nhằm qua mặt cơ quan điều tra, vì chúng cho rằng sẽ chẳng có ai nghĩ tới việc Công là người đã mang xác nạn nhân để vào nhà của chính em gái mình. Sau khi giấu xác xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà Công. Tại đây, Toán và Công dặn tất cả về nhà ăn Tết bình thường. Nếu như công an có hỏi thì không được nói gì linh tinh. Ai bị bắt, người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể nạn nhân, báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng với mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Và tới trưa ngày hôm sau, như chúng ta đã biết, Thu đã làm đúng theo kịch bản đã định. Sáng ngày mùng 5 Tết, 2 ngày sau khi phát hiện ra thi thể con gái, Hiền đi xe máy đến nhà Toán, lạnh lùng tuyên bố: sao chúng mày giết con bà? Giết con bà thì bà cũng chẳng có tiền để trả chúng mày. Rồi Hiền đi về. Có thể nói rằng đây là vụ án gây rúng động dư luận, đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. Hành vi phạm tội của các đối tượng đối với bị hại Cao Mỹ Duyên là hết sức dã man, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng. Sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm. Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai báo quanh co, gian dối, khai báo nhỏ giọt, hòng gây khó khăn, cản trở trong hoạt động điều tra vụ án. Nhưng rồi, trước sự mưu trí, quyết tâm từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên, các ác thú cuối cùng cũng bị lột mặt nạ và phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, ngày 1 tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đề nghị truy tố Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng các đồng phạm gồm hai vợ chồng Vì Văn Toán và Vì Thị Thu, Bùi Văn Công và Lương Văn Hùng. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có bản cáo trạng số 84 đề nghị truy tố cả 5 bị can một tội danh và riêng bị can Vì Văn Toán thêm một tội danh khác. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử 5 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Trong phiên tòa, cả 5 bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Vì Văn Toán bị truy tố thêm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Chồng của bị cáo Hiền là ông Cao Văn Hường cũng có mặt. Hiện ông Hường đã cai nghiện thành công, tuy nhiên gần một năm qua chưa được gặp vợ nên cũng không nắm được thông tin gì nhiều. Trả lời thẩm vấn tại phiên xử,
ba bị cáo Toán, Công, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo là Hiền và Thu không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi bị cáo Hiền kêu oan, phủ nhận quen biết với các bị cáo trong vụ án này và không tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy, thì bị cáo Thu lại phản cung khi khai, không tham gia vào việc mua bán hai bánh với các bị cáo trong vụ án. Bị cáo Thu cho rằng trong quá trình điều tra do bị ép cung nên bị cáo mới nhận tội. Hội đồng xét xử yêu cầu đối chất. Bị cáo Toán là chồng của Thu khẳng định vợ bị cáo trực tiếp giao dịch mua bán hai bánh với bị cáo Công. Tiến hành luận tội, đại diện viện kiểm sát thừa hành quyền công tố nêu quan điểm. Trong vụ án này, Thu là người tìm mua hai bánh về bán cho Công. Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh với Công. Do đó, Thu, Công và Hiền trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Toán trông giữ số hàng cấm này của vợ. Hùng cùng với Toán không trực tiếp thực hiện giao dịch ma túy, nên hai bị cáo giữ vai trò giúp sức. Vào lúc chiều muộn cùng ngày, sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Toán, bị cáo Thu và bị cáo Hùng tù chung thân. Bị cáo Hiền, bị cáo Công 20 năm tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Toán phải nhận thêm 7 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo Toán phải thi hành hình phạt chung là chung thân. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 12 năm 2019, bị cáo Trần Thị Hiền đã gửi đơn kháng cáo bản án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài bị cáo Hiền, bị cáo Vi Thị Thu cũng đã gửi đơn kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, ba bị cáo còn lại gồm bị cáo Toán, Công, Hùng đều không kháng cáo. Ngày 15 tháng 6 2020, tại Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa Nhân dân cấp cao mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của Trần Thị Hiền và Vi Thị Thu. Song tại phần thủ tục, viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư của bị cáo Vi Thị Thu vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau ít phút hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa bởi theo chủ tọa, bị cáo Thu bị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình nên phải có người bào chữa. Tại tòa, luật sư của bị cáo vắng mặt lần đầu có lý do chính đáng nên quyết định hoãn phiên tòa. Ngày 28 tháng 1, 2021, phiên phúc thẩm lưu động do Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở, xét đơn kháng cáo của Trần Thị Hiền và Vi Thị Thu. Tại phần thủ tục, hai luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La bào chữa cho bị cáo Vi Thị Thu vắng mặt. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Trần Thị Hiền cũng có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, hai bị cáo là Trần Thị Hiền và Vi Thị Thu đều kêu oan về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới chung thân, tử hình, nên để đảm bảo quyền lợi cho họ, tòa phúc thẩm đã quyết định hoãn xét xử. Tòa tuyên án. Bản kết luận điều tra số 71 ngày 9 tháng 10 2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố đối tượng Vì Văn Toán cùng đồng phạm với các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm xảy ra tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, t�h Điện Biên. Ngày 26 tháng 12 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Thẩm phán là ông Phạm Văn Nam, chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên. Do đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định đưa vụ án ra xét xử lưu động tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ để người dân theo dõi trực tiếp, có tác dụng giáo dục pháp luật cho công dân một cách trực quan, sinh động, góp phần đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Từ sáng đã có hàng ngàn người dân tới theo dõi. Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn giải đảm bảo an ninh phiên tòa. Có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm Vì Văn Toán, sinh năm 1982 ở đội 4 xã Thanh Yên; Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú đội 11 xã Thanh Nưa; Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, trú đội 19 xã Thanh Nưa; Lương Văn Hùng, sinh năm 1991, trú bản Na Hí, xã Hùa Thanh; Lương Văn Lả, sinh năm 1993, trú tại bản Mệnh, xã Thanh Nưa; Phạm Văn Dũng, sinh năm 1972, trú đội 11, xã Thanh Nưa; Cầm Văn Trương, sinh năm 1974, trú đội 7, xã Hùa Thanh; Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa;
và Vương Văn Hùng sinh năm 1984, trú tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Chiều ngày 27 tháng 12, các bị cáo là Cầm Văn Trương, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lạ, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân trong lời nói sau cùng. Đến lượt bị cáo Vì Văn Toán nói lời sau cùng, bị cáo ấp úng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng mức án thấp nhất. Bị cáo Vương Văn Hùng mong hội đồng xét xử cho điều tra lại vụ án vì anh ta chỉ tham gia bắt cóc, không liên quan tới tội hiếp dâm và giết người như cáo buộc của viện kiểm sát. Bị cáo Bùi Văn Công không nói lời sau cùng. Còn bị cáo Bùi Thị Kim Thu tiếp tục khẳng định không phạm tội nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét đúng người, đúng tội. Sáng ngày 29 tháng 12, 2019, giữa trời mưa lớn, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án. Quá trình xét xử, Viện Kiểm sát đề nghị rút quyết định truy tố Công, Vương Văn Hùng về tội cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị này có căn cứ nên chấp nhận. Bùi Thị Kim Thu trong quá trình điều tra khai bị bệnh tâm thần, sau kết quả giám định cho thấy không mắc bệnh này. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Thu có đủ điều kiện để khai báo, tố giác về hành vi phạm tội của các bị cáo khác nhưng không thực hiện. Dù bị cáo không thành thừa nhận hành vi, hội đồng xét xử căn cứ lời khai của những người khác đã đủ căn cứ kết tội. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma túy và tham gia buôn bán chất cấm để làm giàu bất chính. Hơn nữa, vụ án xảy ra còn vì việc thanh toán không sòng phẳng. Việc làm của các bị cáo là không có tính người, bị cả xã hội lên án. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ. Đa số các bị cáo nghiện ma túy và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn điều tra nên đã gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan công an. Tại phiên tòa, bị cáo Công, Thu, Vương Văn Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng Công giữ vai trò chính và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Công, Toán có nhân thân xấu, nhiều tiền án và sau khi ra tù lại tái phạm nguy hiểm nên không thể giáo dục trở thành người lương thiện mà cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Tòa tuyên án các bị cáo cụ thể như sau. Bị cáo Vì Văn Toán bị phạt án tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Bùi Văn Công, kẻ khởi xướng hành vi sát hại nạn nhân, bị phạt án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 13 năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cùng bị tuyên phạt về 3 tội danh là giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, các bị cáo gồm Vương Văn Hùng, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm nhận mức án chung là tử hình. Các bị cáo gồm Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Trương bị phạt lần lượt là 10 và 9 năm tù về tội hiếp dâm. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu mức án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. 9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội che giấu tội phạm. Sau đó, Vì Văn Toán đã gửi đơn đến Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án tử hình. Còn Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm cũng có đơn kháng cáo kêu oan. Đại diện bị hại cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị không tử hình 6 bị cáo. Phiên phúc thẩm. Ngày 16 tháng 6, 2020, Tòa Nhân dân cấp cao mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan xin giảm án của 4 bị cáo cùng kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm của đại diện bị hại. Phiên tòa mở lưu động tại Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên, mời luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và gia đình bị hại. Tại phiên tòa này, cả 9 bị cáo đều bị dẫn giải đến Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên trước sự giám sát của hàng chục cảnh sát. Ngoài 4 bị cáo có đơn kháng cáo, thì cả 5 bị cáo còn lại đều phải hầu tòa do gia đình bị hại có đơn kháng cáo. Sáng ngày 17 tháng 6, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án các bị cáo. Trong phiên cuối cùng, các mức án đã được tuyên dành cho các bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định trong vụ án này, bị cáo Toán giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo Hùng, bị cáo Công và các bị cáo khác có vai trò giúp sức tích cực hoàn thành tội phạm. Trong đó, bị cáo Vương Văn Hùng có vai trò quan trọng giúp sức tích cực nhất để hỗ trợ bị cáo Toán và bị cáo Công ngay từ đầu khi lên kế hoạch hãm hại nạn nhân. Chủ tọa phiên tòa khẳng định,
Xét kháng cáo của gia đình bị hại liên quan tới lời khai của bà Trần Thị Hiền về việc bà Hiền không nợ tiền hay có nợ tiền bị cáo Toán và bị cáo Công không ảnh hưởng và không làm thay đổi bản chất vụ án giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lời khai của bà Hiền và các bị cáo liên quan đến hành vi mua bán trái phép hai bánh hàng trắng được giải quyết trong một vụ án độc lập khác nên không thuộc phạm trù xem xét trong vụ án này. Về kiến nghị khởi tố bổ sung đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội danh che giấu tội phạm, hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy tòa án cấp sơ thẩm cũng đã có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên về nội dung này nên không đề cập. Sau 1,5 ngày đưa ra xét hỏi, tranh tụng công khai, minh bạch với sự tham gia chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn, hội đồng xét xử đã làm rõ các hành vi phạm tội của 9 bị cáo. Mặc dù bị cáo Bùi Văn Công, bị cáo Vương Văn Hùng và bị cáo Bùi Thị Kim Thu vẫn liên tục kêu oan, không thừa nhận về hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ lập luận sắc bén trong quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử có đủ căn cứ để bác đơn kháng cáo của các bị cáo và đơn kháng cáo của người đại diện hợp pháp cho người bị hại là ông Cao Văn Hưởng. Tòa giữ nguyên mức án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm năm 2019 đối với bị cáo Vi Văn Toán và đồng phạm do Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử. Sau khi xem xét, thống nhất, hội đồng xét xử đã tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo Vi Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lả về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Với tội danh hiếp dâm, bị cáo Phạm Văn Dũng bị hội đồng xét xử tuyên 10 năm tù, bị cáo Cầm Văn Trương bị tuyên 9 năm tù. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị tuyên 3 năm tù giam về hành vi không tố giác tội phạm. Phiên tòa phúc thẩm khép lại. Những kẻ phạm tội tước đi sinh mạng của người khác đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Một vụ án để lại hậu quả đau lòng với không chỉ thân nhân, gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau của chính người thân của các bị cáo. Đây là bản án thích đáng, nghiêm minh dành cho các đối tượng, là hồi chuông cảnh tỉnh nhằm răn đe đối với các đối tượng khác. Đừng vì ma túy, vì lối sống ăn chơi trụy lạc mà cướp đi sinh mạng của người khác. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng nên một xã hội văn minh, giàu mạnh. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Công an Nhân dân Online, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên, Bảo vệ pháp luật, Vietnamnet cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.